Ôi, xin chào các em. Ta giải cái đề lớp 12 ha. Một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Chơi luôn á, không có dừng đâu. Đã đặt lịch ra mình phải làm ha. Vậy thì lúc đó mình mới có cái năng lượng hoàn thành công việc cho dù như thế nào. Một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Thì những điểm trên dây cách nhau một số lẻ lần nửa bước sóng sẽ dao động. Một số lẻ lần nửa bước sóng đúng không? Lẻ lần nửa bước sóng. Lẻ lần nửa bước sóng có nghĩa là D bằng 2K cộng 1 nhân cho lambda chia 2. D mà bằng 2K cộng 1 lambda chia 2 thì em phải biết rằng đây chính là ngược pha. Do đó chúng ta sẽ chọn được đáp án là câu A ha các em ha. Câu B chứ. Câu số 2. Một vật nhỏ dao động theo phương trình là x bằng 5 cos omega t cộng 0,5 pi. Pha ban đầu của dao động là dễ dàng nó là 0,5 pi thì là câu B ha. Câu số 3. Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn thuận cảm có độ từ cảm L và điện dung C. Chu kỳ dao động riêng của mạch là T bằng 2 pi căn LC 3D ha. Câu số 4. Câu số 4 này cần nghe giảng nè. 4 đề bài nói gì đây? Hình bi biểu diễn mạng sóng ngang di chuyển theo một sợi dây và một thời điểm NO có ly đại cực đại thì M đang đi xuống, hỏi M sóng truyền theo phương nào. Vậy em nhìn chỗ này ha, M ở đây đang đi xuống đúng không? Thì em hiểu nguyên tắc như thế này nè, đừng có nghĩ đây là sóng mà nghĩ đây là cuộc sống thực tế ha. Hãy tưởng tượng nếu như mà em chơi chung với một nhóm bạn xấu, một nhóm bạn lười học, một nhóm bạn ngu, thì điều mà nó mong muốn sẽ là gì em? Nó sẽ mong muốn cho tất cả mọi đứa đều ngu như nó. Cho nên nếu mà em chơi với đứa bạn ngu, nó sẽ kéo em xuống ngu như nó, được chưa? Nếu như em chơi với một đứa bạn giỏi, nó sẽ kéo em lên giỏi như nó. Hãy hiểu quy tắc đó ha. Quy tắc này không bao giờ sai nha. Nếu chơi với một đứa ngu, nó sẽ kéo mình ngu như nó. Nếu chơi với một đứa giỏi, nó sẽ kéo mình giỏi như nó. Vậy bây giờ mình quay trở lại. Trong sóng nó cũng như vậy thôi em. Em nhìn thằng M này. M này, nếu như xét theo cái chiều này thì nó đang ngu đi hay là nó đang khôn lên? Nó đang đi xuống, có nghĩa là nó đang ngu đi đúng không em? Mà nếu như mà nó đang ngu đi thì nó sẽ kéo những thằng khác ngu như nó. Cái điều quan trọng là nó sẽ kéo những thằng khác ngu như nó. Mà khi nó kéo những thằng khác ngu như nó thì điều đó có nghĩa là nhìn nè, bên trái của nó là những thằng ngu hơn hay là khôn hơn nó? Ngu hơn đúng không? Vậy thì có cần nó giúp để ngu nữa không? Không, nó chỉ kéo những thằng cao hơn nó trở nên ngu như nó, em thấy không? M đang đi xuống tức là M đang ngu đi. Ngu đi thì nó sẽ kéo những thằng ngu hơn, nó sẽ kéo những thằng khác để được ngu như nó. Thì chỉ có những thằng bên phải là những thằng cao hơn mới cần được nó giúp đỡ để cho nên ngu đi đúng không em? Mấy thằng bên trái nó ngu sẵn rồi cần gì được giúp nữa. Cho nên nó sẽ có nhiệm vụ giúp thằng bạn thân bên này ngu như nó, giúp thằng bạn thân bên này ngu như nó, giúp thằng bạn thân bên này ngu như nó, và nó cứ lan tỏa dần 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 qua. Vậy thì sóng truyền từ trái qua phải ha. Đấy, đây là cái cách mà thầy dạy cho mọi người và đáp án là câu B. Câu số 5. Một con lắc lò xo, con lắc dao động điều hòa với tần số gốc là omega bằng căn K chia M. Câu số 6. Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha đang có điện áp hiệu dụng là 220V, quá dễ ha. Câu số 7. Quang điện trở, một nguyên tắc hoạt động gì cho hiện tượng quang điện trong? Rồi, ở đây thầy giải thích kỹ hơn nè. Ở đây thầy giải thích kỹ hơn nè. Quang điện trong là gì các em? Quang điện trong, nó không giống như quang điện ngoài ha. Quang điện ngoài là hiện tượng ánh sáng chiếu vào, không có cơ hội để Hoàng học lớp offline với thầy thôi, chứ mà Hoàng học offline vai với thầy thầy sẽ Hoàng sẽ thấy là còn thú vị hơn nhiều nữa. Ánh sáng chiếu vào ha, thì electron nó sẽ văng ra, đây gọi là hiện tượng quang điện ngoài, electron bên trong kim loại văng ra. Ê, sorry thầy để hình các em không thấy, ánh sáng chiếu vào electron văng ra, đây được gọi là hiện tượng quang điện ngoài. Đấy. Còn hiện tượng quang điện trong là sao em? Là một cái chất, chất này gọi là chất bán dẫn. Nó ban đầu không dẫn điện do các electron này nó liên kết chặt chẽ với nhau. Cho nên nó không có electron tự do nên nó không dẫn điện được. Và khi mà mình chiếu ánh sáng vào thì các photon này không làm cho electron văng ra ngoài được giống như quang điện ngoài, nhưng mà ánh sáng này làm cho các liên kết này bị gãy. Và khi các liên kết này bị gãy thì electron bắt đầu tự do và di chuyển. Và khi có electron tự do thì cái chất này trở thành chất dẫn điện. Vậy hiện tượng quang điện trong là hiện tượng một chất đang không dẫn điện trở thành một chất dẫn điện. Hiểu được không em? Đấy, và hiện tượng quang điện trở hoạt động như hiện tượng quang điện trong, được chưa?
Câu số 8. Chọn câu đúng. À, câu đúng dễ dàng của chúng ta là quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng trong nguyên tố đó. Thầy ôn lại một chút về quang phổ vạch phát xạ nè. Quang phổ vạch phát xạ là những vạch sáng trên nền tối. Vạch sáng trên nền tối do chất khí. Chất này thầy vẽ về là chất khí ha. Do chất khí bị đun nóng. Được chưa? Bị đun nóng. Trong bị đun nóng phải buộc dùng bút đỏ mới hiểu được cái khái niệm đun nóng ha. Quang phổ vạch phát xạ là chất khí bị đun nóng nè, bị đun nóng nè, được chưa? Đó, lửa nè, thấy không? Lửa đun nóng chất khí này lên, hoặc là bị kích thích, bị một cái xúc tác gì đó kích thích à, trong áp suất lớn, à, áp suất thấp, trong áp suất thấp phát ra. Đấy, quang phổ vạch phát xạ là một chất khí bị đun nóng hoặc bị kích thích trong áp suất thấp phát ra. Thì quang phổ vạch phát xạ của nguyên tố nào nó sẽ đặc trưng trong nguyên tố đó. Ví dụ như là quang phổ vạch phát xạ của hydro là đỏ lam chàm tím, natri là xanh vàng, phosphor là vàng nâu. Ví dụ thôi nha thầy, chỉ ví dụ thôi. Tức là ý là mỗi chất nó sẽ có một cái màu riêng, được chưa? Các em hiểu chỗ này không? Đấy, cho nên quang phổ vạch phát xạ của nguyên tố nào thì đặc trưng trong nguyên tố đó ha. Mỗi cái nguyên tố nó sẽ có một cái mã màu riêng. Câu số 10. Sóng điện từ là sóng ngang và truyền được trong chân không? Câu 10 nữa đáp án là B ha. Câu số 11. Rồi, sóng cơ học có phương trình là 20 pt, tần số là 10 B. Câu số 12. Theo thuyết lượng tử ánh sáng phát biểu ở sau đây là đúng. Năng lượng càng lớn thì tần số càng lớn, đúng không em? Đáp án là 12 là câu A. Được chưa em? Câu số 13. Cường độ dòng điện là hai có 100 pt, pha tại thời điểm pha dao động là 100 pt. Câu số 14. Quang phổ và phát xạ là những vạch quang phổ gồm, nó lại lần nữa, quang phổ vạch phát xạ là những vạch sáng trên nền tối. Vạch sáng trên nền tối ha. Do chất khí bị đun nóng. Bị đun nóng. À, bị đun nóng nè. Chất khí bị đun nóng trong áp suất lớn phát ra. Áp suất thấp chứ. Chất khí bị đun nóng trong áp suất thấp phát ra. À, chỗ này nó hơi bị lóe sáng này. À, lóe sáng cho nó tối quá thì cũng không được, sáng quá cũng không được. Sao Diễm Quỳnh vẫn còn ở đây sao? À, tối quá cũng không được, sáng quá cũng không được. Rồi, à, bị kích thích nè. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ có được thằng này là một mã màu riêng biệt cách nhau với những khoảng tối. Chúng ta dễ dàng chọn được đáp án của câu này là câu A ha. Đó. Câu số 15. Công thoát của electron là nhiêu đây? Giới hạn quang điện của kim loại này ra. Thì chúng ta sẽ có là công thoát là A bằng HC chia lambda 0. Từ đây suy ra được là lambda 0 bằng HC chia A ha. HC chia A trong bài này lambda 0 sẽ bằng H là 6,625 nhân cho 10 mũ trừ 34 nhân cho 3 nhân 10 mũ 8 chia cho A là đề bài cho 6,625 nhân mũ trừ 19 nè. 6,625 nhân 10 mũ trừ 19. Đấy, như vậy thì chúng ta dễ dàng chọn được đáp án của mình trong cái bài này như là câu A 300 nanomet. Được không em? Câu số 16 nè. 16 xem đề bài nói gì đây. Nói về tia hồng ngoại và tử ngoại phát biểu nào sau đây là đúng? À, vậy thì em nhớ giùm thầy. Hồng ngoại, tử ngoại đúng không? Trước hết là phải nhớ về bước sóng của nó. 0 phút, à, đây là 10 mũ. 10 mũ trừ 9 tới 0 phút 38 nhân 10 mũ trừ 6. Đó là tia tử ngoại em ha. Còn hồng ngoại là từ bao nhiêu ta? 0,76 nhân 10 mũ trừ 6 đến là 10 mũ trừ 2. Đây là hồng ngoại. Cho nên bước sóng của hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tử ngoại. À, bước sóng của hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tử ngoại, cho nên chúng ta dễ dàng chọn được đáp án là câu A. Khi nói về quang phổ phản xạ phát biểu là sau đây là đúng. À, quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là hệ thống những vạch sáng riêng lẻ ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. Đáp án là câu B ha. Câu số 18. Khi mạch đang xảy ra cộng hưởng, mạch có cộng hưởng thì tần số gốc là omega bằng 1 chia căn LC. Câu số 19. Ở trường xa để xem chương trình à, sóng trực tiếp thu qua vệ tinh. Vậy đây là sóng cực ngắn rồi em. Đó.
nhắc cho em nhớ ha, những cái khái niệm cơ bản nè. À, sóng cực ngắn sẽ là 10 mũ trừ 2 tới 10. Có nó dùng để liên lạc vũ trụ thôi em ha. Vì nó xuyên tầng điện ly. Được chưa? Sóng ngắn là sóng này sóng cực ngắn nha. Sóng ngắn là từ 10 đến 100. Sóng chung là từ 100 đến 1000. Đó, sóng chung thì truyền tốt ban đêm. Sóng dài là 1000 trở lên. Sóng dài thì truyền tốt nước, nhớ ba yếu tố cơ bản. Nước, đêm. Phản xạ tầng điện ly, xuyên tầng điện ly, được chưa? Đây. Rồi, câu số 20, định nguyên khá đấy. 20. Ôi con này thì dễ quá, 20 này có các bác cái bài yêu W 1 phần 2 M omega bình A bình để nói được động năng mắc, mà động năng mắc thì nó bằng W luôn. Thế số bấm máy ra con A ha. Con này không có gì để bàn. Câu số 21 là câu cần phải sửa nè. 21. 21 này. À, nguyên tắc làm bài của môn vật lý là vẽ hình, cho nên câu 21 này nếu em vẽ hình đúng thì chúng ta sẽ dễ dàng ra được. Theo dõi cùng với thầy ha các em ha. Tại hai điểm MN cùng phía với nguồn âm, trên cùng một phương truyền âm có LM bằng 30 dB, LN bằng 10 dB. Nếu nguồn âm đó đặt M thì mức cường độ âm tại N khi đó là định nguyên 21D hả? Để thầy kiểm tra nha. 21 chưa có đáp án mà. Ở đâu ra D hay thế? Để thầy coi coi. À, định nguyên này, định nguyên này. Đinh Nguyên có đang học với thầy không? Nếu mà có thì comment 1, nếu mà không thì comment 2 cho thầy coi coi. À, đây chúng ta sẽ có 21 nè. Đây là nguồn âm nè. Được chưa? Đây là điểm M. Ha, đây là điểm M. Đây là điểm N. Chúng ta sẽ có từ nguồn tới đây là RM. Từ nguồn tới đây là RN. Và đề bài cho chúng ta rằng là khoảng cách từ hiểu rồi, hiểu rồi, ánh sáng nó bị lóe quá nên kiểu này là mai mốt phải thay cái đèn thì ánh sáng nó sẽ đẹp hơn. Đinh Nguyên có học với thầy Đinh Nguyễn hả? Có học với thầy hả? Có học với thầy thì biết làm phải rồi, sửa trên lớp rồi. À, cái chỗ này đây, đây là dạng trừ túi bụi, có nghĩa là nó cho mức cường độ âm tại M là 30 dB. Mức cường độ âm tại N là 10 dB. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ có được là trừ túi bụi, có nghĩa là em cứ lấy trừ nhau thôi, lấy LM trừ LN nó sẽ bằng là 10 log của IM chia IN. Đó. Rồi, nó bằng như vậy thì chúng ta sẽ bằng được là 10 log của RN bình chia RM. Được chưa? Và khi nó bằng như vậy thì chúng ta sẽ được là hai cái này trừ nhau nó ra là 20 nè. Đấy, vậy thì sẽ được là 2 bằng log của RN chia RM tất cả bình. Đưa cái hai này ra ngoài thì còn lại là rồi, vậy thì ở đây thì sẽ được là log của 10 mũ 2 thì bằng là log của RN chia RM tất cả bình. Đấy, thầy được là 10 bằng RN chia RM. Đó, vậy thì thầy suy ra được là RN bằng 10 RM. Đấy, cái dữ kiện này cực kỳ quan trọng nè em. Em phải ra được cái dữ kiện này thì bài toán mới xong ha. N, bán kính N gấp 10 lần bán kính của M. Nhưng mà em phải biết đề bài nó hỏi gì. À, theo dõi nha. Câu này quen thế. Đề bài nó hỏi là khi mà mình dịch chuyển nguồn từ đây qua đây, đấy, dịch chuyển cái nguồn từ đây qua đây, đó, thì mức cường độ âm tại N là bao nhiêu? Vậy ban đầu N tới nguồn cũ là RN, lúc sau N tới chỗ này nguồn mới sẽ thầy gọi nó tên là RN phẩy, RN phẩy ha. Vậy thì em nhìn hình em thấy nè, RN là 10 phần thì RM bằng 1 phần. Nếu vậy RN chia làm 10 phần, RM chiếm 1 phần thì RN phẩy sẽ chiếm mấy phần em? À, sẽ chiếm 9 phần. Cho nên hình suy ra RN phẩy bằng 9 phần 10 của RN. Được không em? RN phẩy bằng 9 phần 10 của RN. Do đó chúng ta sẽ có cái gì đây?
Sẽ có là trừ tối buổi tiết lấy rn ln phẩy trừ ln bằng 10 log của in phẩy chia in, tức là bằng chỗ này che lại ha, 10 log của rn chia rn phẩy tất cả bình nha. Vậy là bằng 10 log của rn chia rn phẩy chính là 9 phần 10 rn tất cả bình đấy. Vậy chỗ này em sẽ ra được là bên phải ha, phải đưa hai ra ngoài luôn. Đưa hai ra ngoài thì được là 20 20 bằng log của 20 dứt nhân log của 10 phần 9, được chưa? 20 nhân log 10 phần 9 bên này là gì? Ln phẩy trừ ln là 10 thì bằng 20 log của 10 phần 9 đấy. Như vậy thì chỗ này cuối cùng em ra được ln phẩy nó sẽ bằng là 11 ha, nếu mà em tính ra 11 là đúng á, thì đáp án của câu này nó sẽ là câu D. Còn để bạn nào nói câu D là chính xác ha. Bây giờ thầy sẽ sửa tiếp ha. Câu tiếp theo là câu số 22. Đọc đề câu 22 đi mấy đứa. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng cho A nè, cho D nè, trong khoảng từ 380 tới 760 nè, cách vân sáng trung tâm 2 cm nè, các bước sóng và bước xạ tại M là đà, bước sóng dài nhất là. Đây là bài về giao thoa ánh sáng trắng nha em. Giao thoa ánh sáng trắng. Câu 22. Trước hết thầy giảng là giao thoa ánh sáng trắng là gì? Là nguồn S1, đây là nguồn S2, đây là màng hướng vân và đây là vân sáng trung tâm. Tất cả các màu đều cho vân sáng tại đây, cho nên chỗ này K bằng 0, vân sẽ là màu trắng. Nhưng mà trong giao thoa ánh sáng trắng thì nó sẽ tạo ra những cái dải màu liên tục như thế này: tím trong, đỏ ngoài, tím một đỏ một. Rồi tiếp tục nó sẽ là những dải màu như thế này, nó chồng lên nhau 2 3 4 5 ha. Ở đây thầy chỉ vẽ đại thôi, ý là còn nhiều dải nữa, còn nhiều dải nữa ha. Thì khi mà nó nhiều dải như vậy, nó sẽ chồng lên nhau như thế này, nó chồng lên nhau như này, và tại một cái vị trí XM sẽ có rất là nhiều ánh sáng cho vân sáng tại đây, em hiểu không? Cũng như là rất là nhiều ánh sáng cho vân tối tại đây. Vậy thì đề bài này nó hỏi trong những cái thằng mà cho vân sáng á, thằng có bước sóng dài nhất là bao nhiêu. Vậy cái bài này điều đầu tiên mà em có thể nhìn thấy đó là lambda nằm trong khoảng từ 380 đến 760. Do đó với dạng bài này thầy thường gọi nó là dạng banh cho lòi K, tức là nhiệm vụ của mình bây giờ phải banh lambda cho nó lòi K ra. Đây là dạng bài banh cho lòi K ha. Muốn banh lambda cho lòi K ra thì chúng ta bây giờ reset biểu thức nè. Chúng ta sẽ có XM bằng KM nhân cho Y, tức là bằng K nhân lambda D chia A. Và từ cái biểu thức này thầy sẽ suy ra được là lambda bằng X nhân A chia cho K nhân D. Đấy, viết chỗ này hơi nhỏ rồi, nhưng mà không sao, qua đây ha. Để chỗ này chúng ta sẽ được là lambda bằng 5 5 phần K. Đấy, rồi vậy là em đã hoàn thành nhiệm vụ banh lambda cho nó lòi k ra với kết quả là lambda bằng 5 phần k. Bây giờ mình nhốt cái này vô đây. Nhớ là ở đơn vị đây là micromet ha. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ có là 380 nhỏ hơn bằng 5 phần k nhỏ hơn bằng 760. Nếu vậy là cái chỗ này là phải 0,38 ha và 0,76 ha. Bởi vì thầy đã đổi về micromet rồi mà. Được không em? Như vậy k nó sẽ nằm trong khoảng chạy ha, thầy tính nè. Đầu tiên là lấy 5 chia 0,76 thì sẽ ra được là 6,57. 6,57. Rồi thầy lấy 5 chia 0,38. 5 chia 0,38 thầy sẽ ra được là 13,15. 13,15. Như vậy thì chúng ta sẽ có được cái kết quả là K bằng 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đấy, mà lambda bằng là 5 chia K. K mà càng nhỏ thì lambda sẽ càng lớn. Được không em? Suy ra lambda max bằng K nhỏ nhất bằng 7 ha. 5 phần 7.
Đáp án là câu C, bấm nó sẽ ra là 0,714 micromet, tức là 714 nanomet, được chưa em? Thu C nha, C chứ không phải là không ha. Đấy, mấy bạn làm đúng rồi đấy. Thừa thắng xông lên. Câu số 23. 23 đề bài nói gì đây? 23 là một câu về giao thoa ánh sáng trắng. À không, giao thoa ba ánh sáng. À, giao thoa ba ánh sáng là một loại bài mà năm nay có khả năng ra thi khá là cao em ha. Tuy nhiên nó sẽ không ra khả năng ra thi không cao bằng giao thoa ánh sáng trắng đâu. Giao thoa ánh sáng trắng vẫn là dạng bài được ưu tiên ra thi nhiều hơn ha. 23 đề bài nói gì ta? Giao thoa ba ánh sáng. À, thầy có một cái video hướng dẫn về phương pháp giao thoa ba ánh sáng á, thì đứa nào mà muốn xem, hay là video hướng dẫn về giao thoa ánh sáng trắng á, đứa nào muốn xem thì gửi tin nhắn cho thầy trong trang luyện thi thầy Liêm ha, thầy sẽ gửi cho em những cái bài giảng đó nha. 23 nè, bây giờ giao thoa ba ánh sáng, lambda 1, lambda 2, lambda 3, cụ thể hiện tượng nó là như thế nào em? Hiện tượng nó là như này, giả sử đây là cái màn hướng vân ha, đây là cái màn hướng vân, đây là vân sáng trung tâm đấy, không không không, rồi đây là vân sáng, trùng tiếp theo của ba thằng là nó sẽ có số tự là K1, K2, K3. Nhiệm vụ của mình là phải tìm K1 là gì, K2 là gì, K3 là gì. Đó là khi mà gặp bài giao thoa ba vân sáng mình phải tìm những cái điều này. À, nhiệm vụ của em bây giờ là phải lập tỷ số K1 chia K2 đó, và K2 chia K3 để tìm được vị trí mà ba đứa nó trùng nhau. Vậy thì với bài này thầy không giảng sâu sắc như trên lớp thầy, bởi vì thầy chỉ giảng cho các em tới đủ để ra đáp án thôi ha. Trên online này thì là ra đáp án rồi, còn sâu sắc thì chúng ta phải có những cái lớp chuyên sâu hơn nữa ha. Nhưng ở đây thầy sẽ giảng đủ thì là phải tìm được cái vị trí ba thằng trùng nhau như thế này. Chúng ta sẽ có K1 chia K2 bằng là 0,56 chia 0,42 thì là 4 phần 3. K2 chia K3 thì nó ra là 0,7 chia 0,56, nó ra là 5 phần 4. Đó, như vậy em thấy 4 của 1 trùng với 3 của 2, 5 của 2 trùng với 4 của 3, nó chéo ngoe, nó không được gì cả. Cho nên chúng ta phải nhân nó lên, nhân đôi lên là 8 phần 6, nhân 3 lên là 12 phần 9, nhân 4 lên là 15 phần 12, 16 chứ, 12, nhân 5 lên là 20 phần 15. À, như khi mà nhân lên 5 lên 20 phần 15 thì bắt đầu em thấy ở trên nó có kết nối với dưới nè, chỗ này nó sẽ là 10 phần 8, chỗ này nó sẽ là 15 phần 12 đó. 20 của 1 trùng với 15 của 2, 15 của 2 trùng với 12 của 3, được không em? Đấy, đó là cái cách mà chúng ta làm ha. Như vậy chúng ta sẽ có được cái hệ quả này. Rồi, thừa thắng xông lên, chúng ta sẽ vẽ ra cái bảng như thế này nè, em phân tích ha. Giả sử cái này nè, thầy quay ngang nó qua ha, quay ngang nó qua cho dễ nhìn đó, quay ngang nó qua đó, đây là cái vùng giao thoa ha, và thầy quay ngang nó qua như thế này thì sẽ có được, đây là vân sáng trung tâm không không không, đây là vân trùng đầu tiên 20 15 12 đó. Như vậy chúng ta sẽ có được là 20 15 12. À, như vậy chúng ta sẽ có được là vân sáng một là tím nè, lam hay lục ta, tím lục nè, đỏ nè. Tím sẽ chạy từ 1 cho tới 19 là có 19, lục sẽ chạy từ 1 cho tới 14 là có 14, đỏ sẽ chạy từ 1 cho tới 11. Vậy thì có 19 tím, 14 lục. Chúng ta chọn được đáp án là câu B các em ha. 22 là câu C nè. Đấy. Câu số 24. 24. 24 này cũng là một câu đơn giản ha. Câu đơn giản thì để bài nói gì đây? Trong thí nghiệm dân và giao thoa ánh sáng, nguồn phát đi đồng thời hai ánh sáng đơn sắc. Ánh sáng đó có bước sóng là 686 và ánh sáng lam, đỏ và lam. Được chưa? Ánh sáng đỏ và ánh sáng lam. Trong đó, ánh sáng đỏ có bước sóng là 686. Rồi em thấy là lam nằm trong khoảng này nè, vì thế đây là dạng banh cho loài K đúng không? Đó. Rồi, hai vân sáng gần nhất của một sáng tâm có 6 vân sáng lam. Chúng ta vẽ cái hình này ra nè. Đây là trên màn ha. Cái hình nó quan trọng lắm. Đây là vân sáng trung tâm. Không. Không. Đây là vân sáng cùng màu vân sáng trung tâm. À, đây là K đỏ. Không biết bao nhiêu, đây là K lam. Không biết bao nhiêu, nhưng mà nó là chơi giữa hai vân sáng cùng màu vân sáng trung tâm.
thì có 6 vân sáng lam. Đấy, nếu mà giữa hai vân sáng cùng một vân sáng tâm có 6 vân sáng lam thì chỗ này các em sẽ được ca lam bằng 7. Đó, nếu mà ca lam bằng 7 thì chúng ta sẽ có nè. À, chỗ này là vân trùng đúng không? Chúng ta sẽ có là ca đỏ chia ca lam, ca màu chia ca hai á bằng là lam đa lam chia lam đa đỏ. Được không em? Lam đa đỏ. Đấy, như vậy thầy suy ra được là lam đa lam sẽ bằng lam đa đỏ là 686 ca đỏ chia cho ca lam là 7. Đấy, mà lam đa lam này vào khoảng chúng ta suy ra được là 450 nhỏ hơn bằng 686 ca đỏ chia cho 5 chia cho 7 và phải nhỏ hơn bằng 510. Như vậy thì nếu mà tính đúng em chỉ có thể ca đỏ bằng 5. Đây là con số duy nhất mà ca đỏ có thể đạt được. Ca đỏ bằng 5. Nếu như chỗ này ca đỏ bằng 5 thì trong vùng này sẽ có bao nhiêu vân sáng đỏ ta? Hồi nãy xem ví dụ nãy 6 vân sáng lam dưới cùng này là 7. Giờ dưới cùng là 5 thì trên này sẽ có 4 vân sáng đỏ. Chúng ta dễ dàng chọn được đáp án là câu A, được chưa? Dễ dàng chọn được đáp án là câu A. Rồi chúng ta tiếp tục nè. Câu số 25. 25 này thì chúng ta sử dụng quy tắc bàn tay phải nó sẽ ra ha. Nhưng mà ở đây thầy chỉ cho các em một cái cách, đó là chúng ta sử dụng phương pháp vẽ hình để chúng ta có thể kiểm chứng lại cái phương pháp quy tắc bàn tay phải ha, và vẽ hình là cái cách chính xác nhất. Để mà làm được phương pháp vẽ hình thì các em nhớ OBV nó luôn hình thành với nhau theo cái hình như thế này. OBV. Được chưa? OBV. OBV. Và bây giờ cái mà đề bài muốn là vector cảm ứng từ đang có đối ứng cực đại về phía đông vào thời điểm T. Phương truyền có thẳng đứng là hướng lên. Phương truyền thẳng đứng hướng lên có nghĩa là V thẳng đứng như này, hướng lên, và vector cảm ứng từ đang có hướng về phía đông. Em hãy nhớ quy tắc Bắc nè, Nam nè, rồi Đông nè, Tây nè, Bắc Nam Đông Tây, được chưa? Vậy thì bây giờ cái mà đề bài cho là V hướng lên và B hướng về hướng này. Trong khi cái mà mình đang có là V nằm ngang đúng không em? Hãy xét nó trên một mặt phẳng ha. Đấy, xét trên mặt phẳng V nằm ngang, vậy làm sao để mà mình lật cái V nó đây, đứng lên đây. Thì hình dung cái mặt phẳng nè, trên mặt phẳng ha. Đó, muốn mà cái V nó đứng lên thì thầy sẽ dẫn đứng lên như thế này. Dẫn đứng lên, hãy tưởng tượng nếu mà dẫn đứng lên thì cái ô này sẽ bị gì? Sẽ bị nằm xuống đúng không em? Đó, dựng V đứng lên thì cái ô nó sẽ nằm xuống. Dựng cái V đứng lên thì ô nó sẽ nằm xuống và nó sẽ hình thành cái hình như thế này. Khi mà V đứng lên được, B thì vẫn như cũ. Đó, vậy thì ô nó sẽ bị đè xuống như thế này. Đấy, đây là ô, B và V như này. Được không em? Vậy là V đứng lên rồi, nhưng mà B đã cùng hướng với đề bài chưa? B chưa cùng hướng với đề bài. Muốn nó quay qua đây thì buộc lòng chúng ta phải quay B qua một góc 90 độ đúng không em? Nếu quay B một góc 90 độ thì trên mặt phẳng chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra? V vẫn là đứng thẳng như này, V vẫn đứng thẳng như này, nhưng mà bây giờ B mà quay qua đây, sau khi nó quay qua đây vậy thì cái thằng ơ này nó sẽ bị sao? Nó sẽ bị lôi qua luôn em. Đấy, cái góc này nó vuông nè, được không? Giờ nó lôi qua. Đấy, nguyên một hệ thống của nó di chuyển xoay qua một góc 90 độ ha. Đấy, em nhận hình được chỗ này không? Và nếu như vậy thì chỗ này là 25D, độ lớn cực đại và hướng về phía nam. Chúng ta chọn được đáp án là câu D. Thì qua câu số 26 nè. 26 đề bài nói gì đây? Ôi, mấy câu này thì dễ. Dùng kháng của đồ điện 26 này, giá C bằng 1 chia C omega. Chúng ta dễ dàng có đáp án là câu 26, đáp án là câu D. Đúng không ta? 26 đáp án là câu D. Đây, giá C bằng 1 chia C omega. Câu số 27. Đặt điện áp U bằng 200 căn 2 cos của 100 pt và hai đầu một điện trở thuận R. Công suất tiêu thụ là P bằng R Y bình. Đấy, công suất tiêu thụ của điện trở bằng P bằng R Y bình. Vậy thì thế sẽ ra được là thế số bấm máy ha. U có nè, R có này, tìm được Y, được chưa?
bằng R ở bình hoặc là bằng U bình chia R. Ở mặt này chỉ có điện trở ha. Cho nên chúng ta sẽ dễ dàng có được câu số 27 này, đáp án nó là câu 27, đáp án là câu D ha. Đó, nếu em tính đúng đáp án câu 7 là D. 28. 28 đề bài nói gì đây? Chiếu anh chỗ ánh sáng nữa. À, ánh sáng đơn sắc ha. Ánh sáng đơn sắc thì nó không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. Cho nên chỗ này là câu D. Được chưa? Tốt, Định Nguyễn comment rồi, tốt ha. Câu số 29. Đặt một điện áp hệ số công suất, cái này dễ quá, không làm được đi chết đi, giống chi trật đất cos phi bằng là R chia Z bằng UR chia U. À, như vậy thì chúng ta sẽ có được câu 29 thì đáp án là câu D. Câu số 30. Sự phát sáng là sau đây là hiện tượng quang phát quang. À, sự phát sáng của đèn ống thông dụng thôi em ha. Đèn ống thông dụng là những cái đèn ở nhà mình á, thì bên trong nó sẽ có một cái loại bột mà khi mình chiếu ánh sáng từ ngoại vào thì bột này nó sẽ phát sáng lên. Đó, được chưa? Cho nên đèn ống thông dụng của chúng ta là hiện tượng quang phát quang ha. À, đèn ở nhà treo tường em dài mét 2 á, được chưa? Câu số 31. Khi nói về TX, phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? TX có khả năng tác dụng sinh lý, hủy diệt tế bào. TX dùng để trị bệnh gì em? TX dùng để trị bệnh gì? Comment xuống coi TX dùng để trị bệnh gì? Comment xuống ngay cho thầy coi. Đúng rồi, TX là dùng để trị bệnh ung thư nông ha. TX là để trị bệnh ung thư nông. Tia tử ngoại là dùng để trị bệnh còi xương. Được không các em? Câu số 30, 32 nè, con này là một câu hay nè. Thầy gài vào cái đề này ha. Sóng cơ trên một sợi dây đàn hồi rất dài thì những điểm trên dây cách nguồn một số lẻ lần nửa bước sóng. Một số lẻ lần nửa bước sóng. À, cái chỗ này là cực kỳ ấn tượng nè. Một số lẻ lần nửa bước sóng. À, sao cách nhau một số lẻ lần nửa bước sóng thì điều gì xảy ra? Lẻ lần nửa bước sóng đúng không? Nguyên tắc làm bài của môn vật lý là vẽ hình. Cho nên đây, nguồn đây, truyền sóng đi. À không, sóng là sóng trên dây. À, đây là nguồn ha. Đây là điểm đầu tiên. Cách nguồn một số lẻ lần nửa bước sóng là 1 lambda chia 2. Điểm thứ hai sẽ là vẽ trên này ha. 3 lambda chia 2. Điểm thứ ba sẽ là 5 lambda chia 2. Vậy thì thầy hỏi em cái câu này nè. À, những cái điểm này nó cách nguồn lẻ lần 1 lambda chia 2, 3 lambda chia 2, 5 lambda chia 2. Vậy thì nó cách nhau bao nhiêu? Từ 1 lambda chia 2 đến 3 lambda chia 2 thì cách nhau bao nhiêu? À, cách nhau 1 lambda. Từ 3 lambda chia 2 tới 5 lambda chia 2 thì cách nhau bao nhiêu? Cách nhau 1 lambda. Mà nếu như nó cách nhau 1 lambda như thế này thì là nó cùng pha với nhau. Vậy cái câu 32 này nhìn cứ tưởng là nó khác câu 1 ở trên, nhưng thật ra nhìn cứ tưởng nó giống câu 1 ở trên nhưng thật ra nó khác ha. Đó. Xong, được chưa? À, nếu mà hiểu thì comment 1 coi. Nếu mà hiểu câu này comment 1 coi. Đây là câu lý thuyết mà thầy đưa vào để gài mấy đứa học sinh ở trung tâm của thầy. Bởi vì thật ra mấy đứa trung tâm của thầy nó học giỏi lắm. Nhưng mà có điều là nó khoái cắm đầu làm mấy câu bài tập không à. Nó là nó bị đầu độc. Nó bị mấy đứa ở trung tâm thầy nó bị đầu độc cái tư tưởng là cứ phải làm bài khó thì mới giỏi. À, cứ phải làm bài khó thì mới hay. À, nó cứ thích làm mấy câu khó. Trong khi thầy thầy luyện bao nhiêu năm rồi. Thầy là một trong những cái giáo viên mà luyện thi môn vật lý mắc tay nhất thành phố Hồ Chí Minh, nói chung là miền Nam nói riêng. À, có nghĩa là quá nhiều đứa học sinh giỏi, quá nhiều đứa đạt 9,5 rồi. Ít người được như thầy trong cái khu vực này lắm. Cho nên thầy hiểu rõ cái khác biệt là gì, cho nên là thầy phải lôi nó lại, đừng có cho nó làm khó quá, học lý thuyết đi, làm cho cứng ở dưới đã phải làm trên. Đó, vấn đề là vậy. Câu khó dễ lấy điểm lắm, câu dễ mới mất là dễ mới được mất điểm á. Rồi tiếp tục nè, câu số 33 ha. 33. Nguyên tử đang ở trạng thái x nhảy lên trạng thái y, đang chạy trạng thái x nhảy lên trạng thái y. Đấy, và biết y dưới này nhảy lên đây ha. Biết y chờ x là 51,20 tỷ số động năng. Đấy, nguyên tử từ trạng thái x nhảy lên trạng thái y. Có nghĩa là nó hấp thụ vào năng lượng là bước sóng là y x để nhảy lên ha.
tỷ số động năng. Và muốn trước hết mà muốn tìm được đến được tỷ số động năng thì mình phải có được là x là quỹ đạo bao nhiêu, y là quỹ đạo bao nhiêu, bằng cách là mình giải cái này. Mình sẽ có năng lượng là y x, có nghĩa là năng lượng của cái bước sóng này nè, nó sẽ bằng là y trừ x. Rồi trước hết cho thầy hỏi là em nào đã học tới trường lượng tử ánh sáng và học mẫu hành tinh nguyên tử Bohr này rồi thì comment 1, em nào chưa học thì comment 2. Đa số học sinh của thầy nó học hết rồi, mà trong đám mấy đứa loi nhoi này thì là mấy fan ruột nó mới đu tới giờ này, chứ mấy đứa kia đi ngủ hết bà rồi. Rồi vậy thì chỗ này thầy sẽ có được là EX bằng EI trừ EX, cho nên chúng ta có là EX thì bằng gì ta? Đề bài cho là 51 phần 20, 51 phần 20. Đấy, mấy đứa này nó cũng cuồng lắm. Mới giải bài này trên lớp hôm qua, hôm nay xong giờ livestream vẫn coi tiếp. 51 phần 20 EI là trừ 13,6 chia cho Y bình trừ cho trừ 13,6 chia cho X bình. Vậy thì có nghĩa là đi từ X lên Y. Vậy X này thấp nhất là 1 lên 2, 1 lên 3, 1 lên 4, hoặc là 2 lên 1, 2 lên 2, 2 lên 3, 2 lên 4. 2 thì phải lên 3, 2 lên 4, 2 lên 5. Được không em? Đó, như vậy thì phương pháp truyền thống là em cho x bằng 1, y bằng 2, thế số vào của nó ra này không? Nếu ra, nhận, không ra, loại. Rồi x bằng 1, y bằng 3. Sau đó không được nữa thì là x bằng 2, y bằng 3, x bằng 2, y bằng 4, x bằng 2, y bằng 5. Tới khi nào mà nó ra đúng với trái bằng với phải là ok ha. Đó là phương pháp truyền thống. Còn đây thầy thì thầy hôm nay thầy mới dạy cho lớp thầy thì nó sẽ là phương pháp là mình đổi về phương trình y ha. Y bằng là gì đây ta? Y bằng là căn bậc 2 của biểu thức này, biến đổi là y căn bậc 2 của trừ 13,6 chia cho chỗ này là 51 phần 20. 51 phần 20 trừ cho 13,6 chia x bình. Đấy, thì khi mà mình đổi biểu thức như thế này thì mình sẽ bấm phương trình mod 7 ha. Thì mình bấm mod 7. Như vậy thì mình bấm mod 7 thì phương trình là fx bằng. Đó, thì khi đó mình sẽ ra được là x bằng 2 và y bằng 4. Đấy, nếu như mà em nào đã biết cách bấm mod 7 thì các em bấm mod 7 nó sẽ ra x bằng 2 bằng 4 rất là dễ ha. Rồi, x bằng 2 bằng 4 có nghĩa là electron quỹ đạo xung quanh hạt nhân với bán kính là x bằng 2 và bán kính là y bằng 4. Bây giờ nó hỏi là tỷ số động năng giữa hai quỹ đạo này. Tỷ số động năng giữa hai quỹ đạo này đúng không? Vậy thì cái kiến thức mà thầy thường dạy cho lớp thầy thì giờ thầy cũng đang sửa cái này là cũng để lớp thầy coi. Cho nên thầy sẽ luôn nói với các bạn đó là hãy nhớ những cái yếu tố. Thứ nhất là omega khi electron chuyển động xung quanh, thứ hai là lực và thứ ba là vận tốc electron. Nhớ ba yếu tố này là được. Và tiếp theo nữa là nhớ cái quy tắc. Nhớ quy tắc là omega n chia omega m sẽ bằng m chia n, mn là số thứ tự và nghịch đảo lại. Giờ mũ lên mấy, mũ mấy thì mình xét cái yếu tố sau ha. Mũ mấy thì mình xét yếu tố là ôm tương ứng với mũ 3, F tương ứng với mũ 4, V tương ứng với bằng. Thầy thường gọi nó là ôm 3 F4 V bằng. Đó, lớp thầy thuộc hết cái này rồi. Ôm 3 F4 V bằng. Vậy omega m chia omega n chia m sẽ bằng n chia m. N là số thứ tự, m là số thứ tự ha. Tương tự F cũng là Fm chia Fn sẽ bằng là n chia m. V n chia Vm sẽ bằng là m chia n. Nói chung nó ngược lại nha. Đó, và nó mũ lên theo quy tắc ôm 3 F4 V bằng. Đấy, đây là cái lý thuyết thầy vừa ôn lại ha, lý thuyết nha. Rồi, ở đây thầy nói về cái câu hỏi của đề bài. Động năng x chia động năng y là bao nhiêu? Xem là chỗ này cực hay. Đấy, không xem cái này tiếc. Động năng x chia động y. Em biết rằng động năng là 1 phần 2 m V bình, cho nên chỗ này 1 phần 2 m đơn giản đi thì là được Vx chia Vy, Vx chia Vy bình. Mà em biết rằng V3 ôm 3 F4 V bình V bằng Vx chia Vy sẽ bằng là Y chia X, đúng không em? Mà V bằng cho nên có mũ không? Không có mũ ha. Rồi, cái mũ này là cái mũ ở ngoài có sẵn thì mình viết là cái mũ đó. Vậy y chia x tức là 4 chia 2 bình phương lên là bằng 4, nên đáp án con này là câu A. Đó.
Như vậy thì chúng ta có được cái câu 33 này đáp án là câu A hai em ha. Câu số 34. 34 thì bài nói gì đây? 34 năng lượng của trạng thái dừng nguyên tử hydro xác định một công thức là N bằng trừ 13,6 chia N bình. Trừ 13,6 chia N bình. Vật bức xạ thứ hai của dải Lyman có bức sóng là lambda bằng 0,1026. Bức sóng ngắn nhất của bức xạ trong phổ Bassel bằng. À, vậy thì bài này ở trên lớp thầy giảng nó khá là dài, nhưng mà ở đây thì giảng nó đơn giản thôi ha. Chúng ta sẽ có đây là dải Lyman nè, K L M N. Đấy, rồi còn nhiều dải khác, còn nhiều dải khác, được chưa? 1 2 3 N là 4 nè. Đấy rồi, nhớ những khái niệm cơ bản. Đây là dải Lyman, đây là dải Balmain, đây là dải Bassel. Rồi em nhìn ha, vậy thì bước sóng ngắn nhất của dải Bassel, bước sóng mà ngắn nhất có nghĩa là năng lượng lớn nhất đây. Đó. Vậy thì em nhìn nè, đây là dải Bassel nè, đi từ 4 về 3 thì là năng lượng bé, đi từ 5 về 3 năng lượng lớn hơn tí, đi từ 6 về 3 năng lượng lớn hơn tí nữa, 7 về 3 năng lượng càng lớn, 8 về 3 năng lượng càng lớn. Vậy đi càng từ xa ra ngoài về 3 thì năng lượng càng lớn. Do đó xa nhất là ở đâu em? Xa nhất nó sẽ là ở vô cực, cho nên đi từ vô cực về 3 là năng lượng lớn nhất. Đấy, năng lượng lớn nhất thì ứng với bước sóng bé nhất, em hiểu không ta? Đó, cái này nó sẽ vớt ra lambda vô cực 3. Chúng ta sẽ có là lambda min bằng lambda vô cực 3. À, khi mà em hiểu được cái câu này thì bài toán này kết thúc. Điều này đồng nghĩa có việc là cái dữ kiện vạch bức xạ thứ hai của dải Lyman là như đây, nó không có ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới cả. Em hiểu chỗ này không? Nếu mà hiểu thì comment một tiếp cho thầy coi. Thầy biết là các em đang hiểu chỗ này ha. Rồi, tiếp tục nè. À, khi mà chúng ta đã hiểu được rằng là đi từ vô cực về 3 là cái năng lượng lớn nhất thì ứng với nó sẽ là bước sóng nhỏ nhất, thì chúng ta có được là bước sóng nhỏ nhất đề bài yêu cầu chính là bước sóng vô cực 3. Được chưa? Thì chúng ta sẽ bắt đầu làm. Chúng ta sẽ có ơ vô cực 3 bằng ơ vô cực trừ ơ 3. Để cho này là HC chia lambda vô cực 3 bằng ơ vô cực chính là trừ 13,6 chia vô cực bình trừ cho ơ 3 là trừ 13,6 chia 3 bình. À, như vậy thì chúng ta sẽ có là trừ 13,6 chia cho vô cực. Số mấy mà chia vô cực mà chả bằng không đúng không? Đấy. Rồi, vậy chúng ta sẽ có là lambda vô cực 3 sẽ bằng HC chia cho 13,6 chia 3 bình. À, HC 13,6 chia 3 bình là nó đang là vị ơ vôn. Giờ muốn đổi ra joule phải nhân cho 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 thì nó sẽ ra đơn vị joule. Và khi nó sẽ ra đơn vị joule thì em thấy là HC này số có liệu có rồi, này số liệu có rồi, em sẽ ra được lambda vô cực 3 bằng. Và đáp án của mình là câu C ha. Đấy, ra câu C là hoàn toàn chính xác. Đó. Rồi, câu số 35. Một dao động điều hòa phải mất 0,25 giây để đi điểm V bằng 0 tới điểm V tiếp theo cũng như vậy. L1, ok. Đó, 10 điểm V bằng 0. V bằng 0. Đến điểm tiếp theo cũng như vậy. V bằng 0. Được chưa? V bằng 0 là biên. Đến điểm tiếp theo cũng như vậy là biên. Biên này qua biên kia thì thời gian nó là ta chia 2, cho nên dễ dàng có delta t bằng t chia 2 bằng 0,25 giây. Đó. Rồi, khoảng cách giữa hai điểm là s. Một biên này qua biên kia thì là 2a. Ở vậy thì cái dữ kiện này chúng ta suy ra được là t bằng 0,5 giây và a bằng là t bằng 0,5 giây và a bằng là 18 cm. À, rồi câu 35 xong. Bây giờ đề bài nói gì đây? Tốc độ trung bình từ thời điểm ban đầu đến thời điểm có ly rõ x bằng 9 và đang chuyển động theo chiều âm. À, thời điểm ban đầu là vật đi qua vị trí biên âm ha. T bằng 0 nè. Thì là biên âm. Đấy. Rồi, đi từ thời điểm ban đầu đến vị trí x bằng 9 và đang di chuyển theo chiều x bằng 9.
và chuyển theo chiều âm, được không? X bằng 9 chuyển theo âm. Đó, vậy thì thật ra cái bài này giờ vẽ cái hình ra là xong rồi, vẽ cái vòng tròn đúng không? Đây là biên âm đúng không? Đây là t bằng không đúng không? Biên độ là trừ 18 đúng không? Không đúng không? 18 đúng không? Đó, mà giờ đi tới vị trí chính mà là theo chiều âm đúng không? Chính là ở đây, theo chiều âm là ở trên đúng chưa? Đó. Vậy thì nó là ngay đây nè. Góc này là 60 độ nè. Được không em? 60 độ nè, được chưa? Vậy thì delta t của chúng ta dễ dàng thấy nó sẽ đi từ đây nè, vòng qua đây nè. Thấy không em? Đi vòng qua như thế này ha. Đó, góc đi được là góc này, nguyên góc lớn nè. Đó, vậy delta phi sẽ bằng là 180 cộng 180 nè, cộng 60 nè, bằng 240 độ. Delta phi bằng 240 độ thì delta t bằng là 2t chia 3. Đấy, rồi S thì sao? Quãng đường nè, đi từ biên này qua biên kia 2a, vòng về đây thêm 9 cm nữa là a chia 2 đó, thì S sẽ bằng là 2a cộng a chia 2. Đó, vậy thì em có delta t rồi em có S thì bài toán là như xong, còn gì nữa? V trung bình, tốc độ trung bình bằng S chia delta t. Đấy, thầy làm biến như thầy ra đáp số luôn ha. Đáp án của nó phải là câu B, 135 cm trên giây. Được chưa? B. Vậy ha. Rồi, câu số 35 xong, câu số 36. 36 đề bài nói gì đây? 36 nè. Chu kỳ mạch thứ nhất là T1, chu kỳ mạch thứ hai là T2, chúng ta có T2 bằng 2 lần T1. Được không? Và ban đầu tích điện Q0, tức là ban đầu Q01 bằng Q02 bằng Q0. Sau đó mỗi tụ phóng ra điện một, rồi khi điện tích trên mỗi tụ đạt đều có độ lớn bằng Q, thời điểm T Q1 bằng Q2 bằng Q. Vậy thì tỷ số cường độ, tỷ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là, tức là I1 chia I2 bằng bao nhiêu? Đó, giải bài này. Giải bài này thì chúng ta sử dụng hiệu ứng vuông pha. Ở chúng ta có I nè, vuông pha với lại Q và U nè. Vì I vuông pha với Q và U cho nên chúng ta sẽ có được là I1 chia I01 tất cả bình cộng cho Q1 chia Q01 tất cả bình bằng 1. Tương tự I2 chia I02 tất cả bình cộng Q2 chia Q02 tất cả bình bằng 1. Giải thích hiệu ứng vuông pha hả? Khi mà I1 với Q1 mà nó vuông góc nhau thì nó có được là Y chia Y0 bằng Q chia cộng Q chia Q0 bằng 1. Quy tắc của nó là vậy thôi. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nè. Vậy chỗ này chúng ta sẽ được là Y1 chia cho Y01 tính là Omega 1 Q0 ha, cộng Q1 này chính là Q chia Q0 bằng 1. Y2 chia cho Omega 2 Q0 cộng Q chia Q0 bằng 1. Nhớ là phải có bình phương ở đây. Bình phương ở đây, được chưa? Đây là phương trình số 1, đây là phương trình số 2. Lấy 1 trừ 2 em sẽ thấy đi đơn giản đi rất là nhiều thứ ha. 1 trừ 2. 1 trừ 2 thì sẽ ra được là Y1 chia omega 1 Q0 trừ I2 chia omega 2 Q0 bằng 0. Bởi vì tất cả những thứ khác đã đơn giản với nhau hết rồi. Thì sẽ có được là I1 chia omega 1 Q0 đá này qua đây bằng là I2 chia omega 2 Q0. Đấy, Q0 đơn giản đi. Thì sẽ được là I1 chia I2 bằng là omega 1 chia omega 2. Mà omega 1 chia omega 2 thì chính là bằng T2 chia T1. Mà T2 chia T1, đề bài lại nói nó là T2 bằng 2 lần T1. Thì chỗ này bằng là 2. Đấy, cuối cùng thì ra được là I1 chia I2 bằng T2 chia T1 bằng 2. Rồi chúng ta tiếp tục nè.
Rồi, tiếp tục. Rồi, tới câu hay là phần hay nằm ở dưới ha. À, định nãy giờ chờ câu này hả Định? À, Diễm Quỳnh cũng chờ câu này hả? À, Diễm Quỳnh để thầy coi coi mấy đứa học ngoài này là thi thử vừa rồi được nhiêu điểm nha. Nếu như mà điểm mà cao thì tao mới cho làm mấy câu dưới, còn mà điểm mà chưa cao là tao không cho làm mấy câu dưới đâu. Tại vì cho làm mấy câu dưới mà tụi bay bị hỏng chân đó là tẩu quá nhập ma. À, vài bữa là thầy sẽ tuyển ra một cái lớp luyện đề dành riêng cho top 50 học sinh cao điểm nhất của chỗ thầy thôi. À, sắp tới là có lên mấy lớp luyện đề toán lý ở trung tâm mình đó. Đó, khai giảng thêm mấy lớp luyện đề thì thầy sẽ mở một cái lớp riêng, lớp tuyển ấy, chỉ dành cho 50 đứa điểm cao rồi. À, 50 đứa điểm cao nhất thôi, 50 đứa điểm cao nhất mới được vô cái lớp luyện đề tuyển. Đó, thì lúc đó cái hiệu quả nó mới cao. Chứ còn bây giờ mà nếu như mà hả, nhiều đứa mà nó chưa giỏi lắm mà nó vô cái lớp giỏi quá, nó cứ bị ảo tưởng, nó đua những cái bài khó với mấy đứa kia, thì cuối cùng là ở trên nó làm không biết có được không, mà ở dưới nó gãy tè le chết. Thầy đã chứng kiến bao nhiêu cảnh rồi. Đó, cho nên nhiều thầy cô giáo là cứ dạy là cứ hả cho làm bài khó tưởng là hay, nhưng mà thật ra nó không phải đâu. Các em thấy nguyên cái đề này thật ra chỉ có mấy câu dưới này mới khó nè, mấy câu trên là dạng là trung bình khá thôi. À, khá khá ai cũng làm được ha, nếu như mà chịu chịu nghiên cứu là làm được. Còn câu dưới là khó nè. Câu dưới này thầy phải sửa nó ha. Đề bài cho một học sinh thực hiện thí nghiệm như thế này: có u bằng u0 cos omega t cộng phi với u0 và omega không đổi. Biết rằng u0 bình bằng ur bình cộng ul uc chia cho ul cộng uc tất cả bình. Tức là một cái biểu thức nhìn nó rất là gớm, cái biểu thức nhìn rất là gớm. Sau đó nó cho mình cái đồ thị như này: dựa vào kết quả thực nghiệm đo được trên hình vẽ, học sinh đã tính được giá trị của x và y lần r và x lần lượt nè, r và x lần lượt nè. À, thì khi mà em gặp một cái bài mà hình vẽ như này là em phải có một cái tư duy logic trong đầu. À, tức là cái hình này sẽ giúp cho mình được cái gì, và cái hình này nó có cái kết cấu giống cái gì mà mình đã từng học. À, vậy thì cái hình này em có thể nhìn thấy không? Đây là một trục, đây là một trục. Hãy hình dung nếu bình thường môn toán thì trục ngang này gọi là trục gì? Comment xuống cho thầy coi. Nếu mà bình thường môn toán thì trục ngang này gọi là trục gì em? Bình thường môn toán thì trục ngang này là gọi là trục gì? À, rõ ràng các em có thể thấy trục ngang này gọi là trục x, được chưa? Cho nên thầy đặt x bằng là căn LC. Đấy, thầy đặt x bằng căn LC bởi vì thầy đoán được rằng trục ngang này nó tương đương với trục x. Rồi, vậy thì trục đứng thì sao? Trục đứng thì nó tương đương với trục gì các em? Trục đứng nó tương đương với trục gì? Comment xuống cho thầy coi. Comment xuống cho nó tỉnh táo, đừng có lười. Comment xuống. Trục đứng thì gọi là trục gì em? Bình thường trục đứng này thì gọi là trục tung. Đúng rồi, trục tung thì đây là chữ à, chữ Y. Cho nên thầy xem cái Y nó sẽ bằng UL cộng UC tất cả bình. Đấy, khi mà mình phân tích cái đề bài là mình phân tích như thế. Một trục là X, một trục là y. X mình xem nó như là căn LC là trục x nè. Y mình xem nó là UL cộng UC tất cả bình. Vậy thì cái nhiệm vụ của em bây giờ là em phải tìm được cái mối quan hệ giữa trục x và trục y thì bài toán này mới xong. Nếu em không tìm được mối quan hệ này thì bài này tập. Đó là cái hướng ha, tìm cái mối quan hệ giữa x và y, được chưa? À, như vậy để tìm mối quan hệ giữa x và y thì nhìn lại cái đề của mình có những cái dữ kiện gì để tìm mối quan hệ bây giờ. À, đọc đề nè. Tập 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 Rồi, đọc nguyên cái đề em sẽ thấy là không có một dữ kiện nào ngoài cái thằng này. Thấy không em? Ngoài cái thằng này ra thì không có một dữ kiện nào cả. Được không em? Nếu mà không có dữ kiện nào ngoài thằng này thì bắt buộc phải sử dụng thằng này để làm rồi. Đó, bây giờ thầy sử dụng thằng đó để làm nha. Đây, thầy sẽ có là UR chia U0 tất cả bình bằng là UR bình cộng UL UC chia cho UL cộng UC tất cả bình. Đó. Như vậy thì chỗ này nhìn vô cái biểu thức này coi, em thấy xuất hiện x hay y trong biểu thức này em? Nhìn kỹ lại nè. Nhìn biểu thức này, em thấy xuất hiện x hay y trong biểu thức này rồi? X hay y đã xuất hiện trong biểu thức này rồi. À, như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ có là UR chia UR, UR bằng UR bình cộng UL UC
chia UL cộng UC tất cả bình. Và em sẽ thấy là UL, UC tất cả cộng UC tất cả bình là chính là trục Y. Vậy là cái biểu thức này nó có trục Y ở trong rồi. Mình chỉ cần lấy cái thằng này ra, mình xem làm cách nào hoặc là liên hệ với X là được ha. Đó, như vậy thì em xem chỗ này cho thầy nha. Em xem chỗ thầy cho thầy chỗ này cho thầy nào. Rồi, như này cho thầy. Thầy đá này lên nè. Đá lên. UL cộng UC tất cả bình sẽ bằng là UL cộng UC tất cả bình sẽ bằng là UR bình cộng UL UC chia cho UR chia U0 tất cả bình. Biến đổi tiếp và biến đổi thẳng luôn nha, khỏi mất công. Bằng UR bình này sẽ chính là gì đây? UR bình này nghịch đảo lên, đơn giản nè, này đơn giản với này đi nè, nghịch đảo lên, còn này nghịch đảo lên trên nè, chỗ này sẽ là U0 cộng cho bình ha, cộng cho U0 bình nhân UL nhân UC chia cho UR bình. Đấy, nhìn cái biểu thức này em phải hiểu thì mới làm tiếp được, còn nếu mà tới đây mà em không hiểu thì thôi toàn thua rồi. Ừ, vậy thầy sẽ có đây là gì? U0 bình cộng U0 bình UL với UC chính là cái gì em? Chính là để thầy coi coi thầy viết như thế nào cho nó đủ chỗ. U0 bình. Thôi, viết tới đây ha, thầy xuống dòng á. Xuống dòng nha, từ đây xuống tiếp nha. Rồi viết ngay dài cho các em dễ nhìn. U0 bình cộng U0 bình nhân cho UL UC có nghĩa là ZL nhân cho Y nhân cho ZC nhân cho Y chia cho UR bình có nghĩa là R bình nhân Y bình. Y bình này với Y trên mất được không em? Vậy chỗ này thầy còn lại được là U0 bình cộng U0 bình chia R nhân cho ZL nhân ZC. ZL là L omega, ZC là một chia C omega. Omega trên omega dưới đơn giản đi, em thấy gần gần ra chưa? Vậy thầy sẽ ra được chỗ này là UL cộng UC tất cả bình bằng U0 cộng U0 bình chia R. Chỗ này có bình nè. Nhân cho L chia C này chính là gì em? Căn LC tất cả bình. À, bây giờ em nhìn coi bài này nó biến thành biểu thức gì đây. Đây là y nè em. Đây là x bình nè em. Đó, đây là y, đây là x bình, em thấy biểu thức gì chưa? Vậy thì đặt cái chỗ này, U0 bình R này chính là AX bình cộng BX cộng C. Ở đây thì là không có BX cho nên thầy đặt cái chỗ này là B. Được không em? Em nhìn ra chỗ này chưa? Ở thầy đặt cái U0 bình là B, thầy đặt U0 bình chia R là A. Và cái này với cái này hồi nãy mình đặt rồi ha. Đó, thầy viết tiếp cho em xem luôn nha. Làm tiếp chỗ này luôn nè. Đang thú vị đúng không? À, như vậy thầy sẽ có gì đây? Y bằng A x bình cộng B. Đây là biểu thức của chúng ta. Y bằng AX bình cộng B. Đây là biểu thức của chúng ta ha. Được chưa? Y là UL cộng UC nè. X là căn LC nè. A là U0 bình chia R nè. B là U0 bình nè. Được không? Y bằng AX cộng B. Bây giờ mới nhìn ha. Nhìn cái đồ thị nè. X, đây là X nha. Y, đây là Y nha. Vậy thì mình sẽ có những cái biểu thức này sau đây. Nhìn nè. Lúc mà X bằng X này bằng 20 thì Y bằng mấy? Bằng 4, thấy không? X bằng 20 thì Y bằng 4. Đấy. Vậy chỗ này sẽ là 4. Nhớ là đơn vị đây là gì đây? 10 mũ 4 nè. Chỗ này là 4 nhân 10 mũ 4 nha. 4 nhân 10 mũ 4 bằng A nhân cho chỗ này là 20 nè. Ứng với 4 là 20 nè. 20 bình cộng B. Đây là phương trình số 1. Được không? Tiếp tục. Chỗ này 30 với x không có ẩn số không làm được rồi. Chỗ này 40 với 10.
À, vậy thì x mà bằng 40 thì y sẽ bằng 10. Thì chỗ này là 10 nhân 10 mũ 4 bằng A nhân 40 bình cộng B. Đây là phương trình số 2. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, dựa vào phương trình số 1 và số 2 này em ra được A và B chưa? Đấy, dựa vào phương trình số 1 và số 2 này em ra được A và B chưa? Còn một điều kiện cuối cùng, 30 thì tương ứng với ít lớn này chữ y á. Đó, ít lớn bằng, ít lớn là chữ y đúng không? Bằng A nhân cho 30 bình cộng cho A nhân cho 30 bình cộng B. Đó, A có chưa? A là 50, B là 20.000 bằng đấy. Rồi mà em biết là A này là gì ta? A này hồi nãy mình đặt nó là gì? A là U0 bình chia R nè. U0 bình chia R. B này là U0 bình. Được không em? Đấy, vậy chỗ này hai cái này mình suy ra được R chưa? Đó, hai cái này suy ra được R không? Rồi, cái chỗ này mình sẽ ra được x đâu? Được đúng không? Đấy, x bằng 65k. 65.000. R bằng là R bằng bao nhiêu đây? 20. Ô. Đó, lớp mình làm rất là ok, được chưa? À, tất cả những bạn mà đang theo dõi tới giờ đều rất là đỉnh ha. Rồi. Câu số 38 nè. 38 là một câu vòng dây cuốn ngược cũng khá hay. Đáng lẽ là cái này là phải đợi tới chuyên đề chính cộng tháng 4 mới dạy á, mà thật ra là nói là chuyên đề chính cộng thì thôi, thật ra là với tư duy bình thường làm cũng được, em hiểu không? Đó, nhưng mà thường thì các bạn không làm được bài này, cho nên là phải đưa nó vào chuyên đề chính cộng. Mà nếu mà thành đúng lịch trình thì tháng 4 mới học, tháng 4 mới học mới tới phần này. Nhưng mà giờ giải luôn vẫn ra thì lớp cái này giải cho lớp thường cũng được, nhưng mà các bạn không tiếp thu nổi lại phí đi thời gian, để cái thời gian các bạn học những cái phần khác để mà lấy điểm cho nó cao. 38 ban đầu á, là bệnh định là biến từ 110 lên 220. Đấy, thì ở đây sẽ có là U1 bằng 110, U2 bằng 220, được chưa em? Đó, và số vòng các cuộn ứng với 1,2 vòng trên vôn N chia cho U bằng 1,2 vòng trên vôn. Đấy, điều này có nghĩa là suy ra N bằng 1,2 U. Đấy, đây là công thức tính N. Thì chỗ này thầy suy ra được N1 nè sẽ bằng 1,2 nhân cho 110. N1 1,2 nhân 110 là 132. Đó. Và nếu như mà N1 là 132 thì thầy suy ra ở đây chúng ta có công thức là N1 chia N2 bằng U1 chia U2. Đó. Vậy thì chỗ này thầy sẽ ra được là N2 bằng 264. Được chưa? Đấy, thì đây là ban đầu dự định. Dự định của chúng ta là như thế này. Được không em? Đây là cái dự định của chúng ta, được chưa? Đó. Và chúng ta sẽ có được là cái dự định này thì cuối cùng là N2 bằng 264, U2 bằng 220, được chưa? Đó là dự định ha. Nhưng mà trên thực tế thì sao? Người đó cuốn đúng hoàn toàn cuộn thứ cấp nhưng lại cuốn ngược chiều những vòng cuối của cuộn sơ cấp. À, cuốn đúng hoàn toàn cuộn thứ cấp có nghĩa là bây giờ sơ cấp đây, thứ cấp đây, thứ cấp đã được cuốn đúng, đây là U2 bao nhiêu chưa biết, U2 phẩy ha, và đây là N2 đã được cuốn đúng là bằng 264, đây là U1 bằng 111 không. Đấy, bây giờ N1 này là bao nhiêu? À, người ta cuốn đúng hoàn toàn cuộn thứ cấp nhưng lại cuốn ngược chiều những vòng cuối cuộn sơ cấp. Cái câu này cực kỳ hack não ha, mà các em phải tập trung thì mới hiểu được câu này. Nhưng lại cuốn ngược chiều những vòng cuối của cuộn sơ cấp. Vậy bây giờ thầy sẽ minh họa cho các em bằng một cái ví dụ dễ hiểu hơn. À, ví dụ dễ hiểu hơn như thế này nè. Dễ hiểu hơn như thế này ha, thầy cho em một cái ví dụ. Giả sử đây là từ nhà
Đây là từ nhà đi ha. Nhà. Đến. Đây là lớp học của thầy Lim. Được chưa? Đấy, có thầy đang ở đây. Ở dưới đây là học sinh ha. Đấy, giả sử đây là từ nhà tới thầy Lim, tới lớp thầy Lim. Và em đi bộ theo dự tính của em, là theo dự tính của em là em sẽ đi từ nhà tới trường là 100 mét đi, vậy cho nó gần ha. Dự tính của em đi từ nhà tới trường là hết 100 mét. Đó, nhưng mà những cái mét cuối cùng thì em lại đi ngược chiều. Những mét cuối cùng thì em lại đi ngược chiều. Đó. Vậy thì nhưng mà em lại đi ngược chiều những mét cuối cùng. Vậy thì cái số mét em đi sẽ được tính như thế nào? Từ đây đến đây, giả sử là 100 mét. Khi mà còn cách những mét cuối cùng thôi. Ví dụ như thầy nói là còn cách 5 mét cuối cùng thì em lại đi ngược chiều. Đáng lẽ là em đi 100 mét là đủ đúng không? Nhưng mà em cũng đi 100 mét. Nhưng những mét cuối cùng, 5 mét cuối cùng em lại đi ngược chiều. Có nghĩa là em đi tới đây. Từ đây đây là em được nhiêu mét rồi? 95 rồi đúng không? Em đi tới đấy đây là 95 rồi đúng không? Đáng lẽ chỉ cần đi thêm 5 mét nữa là em được 100 đúng không? Đấy. Nhưng mà trong 5 mét cuối cùng này em lại đi ngược chiều. Vậy có nghĩa là em quay về 5 mét. Vậy tổng cái số mét đi được của em ở đây sẽ là nhiêu vậy em? Vậy thì cái số này tính như thế nào đây? Số này tính như thế nào em? Đó, có phải là cái số mà đi được rồi nè? Cái này cái thầy gọi là n phẩy đi ha. N phẩy sẽ bằng gì em? Bằng là 100 trừ cho 2 nhân 5 mét không? 100 nè, trừ cho một lần 5 mét, trừ thêm cho một lần 5 mét nữa. Đúng không các em? Đó là 100 trừ cho 2 nhân 5 mét. Đó, nếu như em hiểu được cái ví dụ này thì chúng ta quay lại bài toán này ha. Chúng ta quay lại bài toán này. Chúng ta quay lại bài toán này. Người đó cuốn đúng hoàn toàn cuộn thứ cấp nhưng cuốn ngược chiều những vòng cuối cùng của cuộn sơ cấp. Có nghĩa là nếu như mà những vòng cuối cùng nó còn lại ít vòng, đáng lẽ là phải cuốn được là N1 vòng đúng không? Nhưng mà bây giờ là nó chỉ bị là nó bị là chỗ này. Đáng lẽ lại phải vướng cuốn N1 nhưng mà bây giờ là đi gần tới thì lại bị cuốn ngược. Vậy ví dụ như cái chỗ gần tới đó nó không phải là mình không dùng chữ 5 mà mình dùng chữ x. Thì cái số vòng ở đây sẽ là N1 phẩy sẽ bằng gì em? N1 trừ 2x. Giống như cái tình huống hồi nãy đúng không em? Cái số quãng đường đi được đáng lẽ còn 5 mét là tới đích. Nhưng lại đi ngược chiều 5 mét. Vậy thì cái số 90 nó bằng là số 100 trừ cho 2 lần 5 mét. À, vậy thì khi mà em ra được cái này thì coi như xong rồi. Và chúng ta sẽ có là gì đây? U2 phẩy này là bằng 264 nè. Để bài cho ha. Đó, vậy chúng ta sẽ có là U1 chia N1 trừ 2X sẽ bằng là U2 phẩy chia N2. Đó, tức là gì đây? Mình sẽ có được là tương đương 110 chia cho N1 này chính là 132 trừ 2X bằng 264 chia 264. Đấy, suy ra X bằng là đúng rồi đấy, hiểu ai rồi đấy. X bằng gì đây ta? Nó ra câu B hả? Để thầy kiểm tra đề đó rồi. Đây, câu B đúng rồi, bằng 11. Đáp án là câu B ha. Rồi, xong ha. Chúng ta qua câu số 39, 40. Rồi, bây giờ như thế này nè các em. Câu số 39 này á, nó là một cái hệ kiến thức về về đây là một cái câu thuộc hệ kiến thức về tần số thay đổi trong dòng điện xoay chiều. Đó, ý nghĩa là cái phần này các em chưa có kiến thức nền. Chưa có kiến thức nền thì bây giờ thầy giải các em cũng không hiểu được. Em hiểu không? Cho nên chờ vài bữa nữa học chuyên đề chính cộng tới cái phần có kiến thức nền đó, rồi chúng ta học cái bài này nha. Bây giờ thầy giải phần 40, bài 40 ha.
À, hai vật AB có cùng khối lượng là 500 gram. MA bằng MB bằng 500 gram. Là 0,5 á. Rồi, sợi dây L bằng 10 cm, K bằng 100 newton trên mét, K bằng 100 newton trên mét, G bằng 10 mét trên dây bình. Đấy, rồi khi hệ vật lò xo đang với chứng bằng, người ta đốt dây nối hai vật và B rơi tự do, còn A sẽ dao động điều hòa. Lần đầu tiên A lên vị trí cao nhất, lần đầu A cao nhất. Hỏi gì đây? Khoảng cách giữa hai vật là bao nhiêu? Hỏi khoảng cách hai vật. Rồi, với bài này thì chúng ta phải tuân thủ đúng nguyên tắc của môn vật lý. Nguyên tắc của bài của môn vật lý là vẽ hình. Nguyên tắc làm bài của môn vật lý là vẽ hình. À, như vậy chúng ta sẽ có là nguyên tắc làm bài của môn vật lý là vẽ hình. Bây giờ mình vẽ cái gì đây? Đây là một con lắc lò xo ha. Đây là một con lắc lò xo. Bình thường nó sẽ như vậy. Khi mà treo một vật vào, nó sẽ giãn ra như vậy. Đây gọi là delta là 0,1. Được không em? Rồi, sau đó mình treo vật 2 vào. Mình treo vật 2 vào thông qua một sợi dây dài như này. Đấy, thì nó sẽ giãn ra một đoạn là delta là 0,2. Đây được gọi là delta là 0,2. Đó, cái này là do vật M1. À, delta là 0,1 là do vật M1 gây ra nè. Delta là 0,2 là vật M2 gây ra. Đấy. Nhìn bài hiểu không? Nhìn cái bài này hiểu không? Delta là M1 làm giãn delta là 0,1, M2 thì làm giãn delta là 0,2, thấy chưa? Đó. Vậy thì ban đầu đây là vị trí cân bằng nè, được chưa? Rồi. Khi hệ vật lò xo đang ở vị trí cân bằng, người ta đốt sợi dây nối hai vật. À, đốt sợi dây này đi một phát thì điều gì xảy ra? Đốt sợi dây đi một phát thì thằng này sẽ rơi tự do. Đó, rơi tự do ha. Rơi tự do. Đó. Rơi tự do. Đó, rơi tự do. Rồi, tiếp tục nè. Khi mà mình đốt thằng này thì thằng này rớt xuống. Thì thằng này ở đây nó sẽ sao em? Nó sẽ bị văng lên ha, nó sẽ bị văng lên. Văng lên như thế nào? Nó đang ở đây là nó đang đứng yên này đúng không em? Nó đang đứng yên, xem như là v bằng không. Đó, đứng đang yên v bằng không. Và khi mà mình đốt nó một cái, thì nó sẽ di chuyển từ đây về cái vị trí cân bằng ban đầu. Đây là vị trí cân bằng nè, được chưa? Để di chuyển từ đây về đây, v bằng không ha. Đó, nó di chuyển từ đây về đây. Đó. Rồi thì nó sẽ chuyển như này, đây rồi đây nè. Đấy, từ v bằng không với dương bằng, và theo nguyên tắc của dao động điều hòa nó sẽ đi lên đây, được chưa? Đó, tức là đây sẽ là biên âm biên của nó và đây sẽ là biên của nó, sau đó nó vòng xuống lại. Đó, vậy thì đây chính là cái vị trí cao nhất nè, chỗ này là vị trí cao nhất ha, cao nhất. À, vậy thì mình coi coi đi từ đây lên đây, lên đây nó đã đi được quãng đường bao nhiêu. À, em thấy là khi rớt cái này ra, em sẽ thấy là A của nó sẽ bằng cái đoạn là delta là 0,2. Nhìn hình ta thấy ha. Có A là khúc này nè. A nè. Bằng delta là 0,2 bằng là M2 G chia K. A bằng delta là 0,2 M2 G chia K. M2 là 0,5 nhân cho G là 10 chia cho K là 100 thì sẽ ra được là 5 cm. Đấy, vậy thì cái quãng đường khi mà đi từ chỗ này lên tới vị trí cao nhất là S1 bằng 2A bằng 10 cm. Thấy được không em? Đấy, nếu mà vẫn hiểu comment 1 xuống cho thầy coi. À, mấy đứa khác nó đã bỏ cuộc hết rồi, cuối cùng chỉ còn mấy đứa lớp mình. Nhưng mà không sao,
Công một xuống ha, S1 bằng 2A, 10 cm. Rồi, chúng ta tiếp tục nè. Thời gian đi từ dưới này lên đây, có phải đi từ biên này sang biên này không em? T bằng là T lớn chia 2. Nhưng mà T này là T của vật nào? Nhìn nha, vật 2 rớt đi rồi, và chỉ có vật 1 di chuyển từ đây lên thôi. Cho nên T này bằng T1 chia 2 nè. Tức là bằng 2π căn M1 chia K, chia cho 2. Căn 2 phần 10. Thầy vừa bỏ chữ bi đi, là thành ra này là căn 2 bi chia 10 giây. Thầy vừa nói cái gì mà tụi bay comment 2 vậy hả? Thầy giảng lại nè, chỗ này khi mà mình thả ra một cái thì nó chỉ còn vật M1 đó, và nó sẽ di chuyển vào vị trí cân bằng của 1. Đây từ V bằng 0 tới vị trí cân bằng thì cái quãng đường đi được này chính là từ biên về vị trí cân bằng là chính là A đó, được chưa? Mà A này bằng luôn với delta euro 2, tính ra là A bằng 5 cm. Mà quãng đường đi từ đây về vị trí cân bằng đi lên đây nữa là cao nhất, thì đi từ đây dưới này lên này là quãng đường đi được là 2A bằng 10 cm, được chưa? Và thời gian để đi từ dưới này lên này là T chia 2 đấy, à, tất cả chia cho 2 nữa ha, vậy là bằng căn 2 bi chia 10 chia 20 đó. Vậy chúng ta ra T nè. Rồi, căn 2 bi chia 10 chia 20, à, bi này chính là căn 10 á. Thì chỗ này bằng là căn 10 là căn 20 chia 20 giây. Thầy không chắc là thầy làm đúng đâu ha, nhưng mà cái số này đúng á. Rồi T là nhiêu đây, đúng không? Rồi trong thời gian đó, trong cái thời gian mà thằng này đi lên đây nè, thì thằng này đang rơi tự do. Trong thời gian đó M2 rơi tự do. Trong thời gian đó M2 rơi tự do thì gì sẽ ra? M2 rơi tự do thì có nghĩa là công thức của rơi tự do là T bằng căn 2 H chia G. H là cái quãng đường đi được nè. Đấy thì M2 nó rơi tự do đúng không? H thầy còn gọi nó là S2 đó, được không? Đó. Vậy suy ra H sẽ bằng gì? H hay còn gọi là S2 sẽ bằng là bằng gì đây ta? H bằng là 1 phần 2 G T bình, được không em? 1 phần 2 G T bình, H bằng 1 phần 2 G T bình, hoặc là S bằng 1 phần 2 G T bình đó. Đấy, thì bấm máy nha. Ừ, căn 2 phần 20, căn 20 chia 20, đây là T đúng không? Bình phương lên cái nhân cho G là 10 chia cho 2 bằng 1 phần 4, 1 phần 4 mét. 1 phần 4 mét tức là 0,25 mét, được không em? Tức là bằng 25 cm. Đấy, về em nhìn nè, thằng này đi từ dưới lên đây á, nhìn kỹ hình ha, đi từ dưới này lên đây á là 10, được không? S1 bằng 10, S2 thì bằng là 25, trong khi cái soạn dây L này bằng là 10 nữa, em nhìn ra chưa? À, vậy D sẽ bằng là S1 cộng L cộng S2 bằng là 10 cộng 10 cộng 25 bằng 45 cm. Chúng ta đã ra được đáp án cuối cùng. Đấy, Diễm Quỳnh đã ra rồi, rất là tốt ha. Tùng Trần 111 là hiểu đúng không? Thế còn thằng nào ở đây nữa? Còn thằng Định Nguyễn có hiểu không? Nếu hiểu comment 1 coi. Định Nguyễn có hiểu không? Nếu hiểu thì comment 1 nha. Comment 1 xuống nếu như hiểu bài này. À, về bài toán của chúng ta. Đúng rồi, tất nhiên là phải sai rồi, thầy ra đề để tụi bay sai mà. À, tụi bay thấy là tụi bay sai từ lý thuyết cho tới bài tập, chứ đâu phải là chỉ có sai bài tập đâu, đúng không? Tao ra đề đó tụi bay sai, để coi lần này đứa nào điểm cao nhất ha. Rồi, được rồi, vậy chúng ta nghỉ nha. Đấy, thầy đã làm xong cái đề này rồi, giờ thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi ha.